Xin chào tất cả các bạn. Sau mấy ngày ở Cộng hòa Dân chủ Congo thì mình làm quen với một anh bạn, và hôm nay anh bạn này có ngỏ ý là muốn là mời mình đến nhà để thăm và để tìm hiểu cuộc sống thực của người Cộng hòa Dân chủ Congo xem như thế nào. Và đương nhiên là mình không thể từ chối cái lời mời này. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn đi cùng mình đến hành trình này để đến nhà anh bạn này thăm và tìm hiểu xem cuộc sống của người ở Cộng hòa Dân chủ Congo họ sống như thế nào. Đây là con đường dẫn đến ngôi nhà của bạn đó. Bonjour. Mấy bé đang chơi mấy trò. Nhà của bạn này nằm trong những cái con hẻm rất là nhỏ và dốc nữa, phải đi rất nhiều bậc thang mới xuống được. Listen, and most of the Congolese, they're living like this. Mm-hmm. Have you ever been to Brazil? Yes. Yes, so you can consider like that Brazil, and this side is just like this. Like in Ở đây hệ thống công cộng không được vệ sinh lắm, các bạn có thể thấy là rất là ô nhiễm. Đúng vậy. Sir, una mulinga. Nhà cửa đây thì có nhà xây bằng gạch, cũng có nhà xây bằng gỗ. Bonjour. Đây là Serge và con trai của cậu ấy. Bây giờ anh bạn sẽ đưa mình về nhà để thăm. Và xung quanh đây là cái nơi ở của bạn này. Từ con đường chính phải đi rất sâu nữa mới có thể đến nhà được. Jumbo, tiếng Swahili đi có nghĩa là xin chào. Jumbo. Welcome. Karibu. Và như vậy là mình đang ở trong nhà của bạn Chef này. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem toàn bộ nơi ở của anh bạn này cũng như là gia đình của anh ấy. Pasi. À, đây là vợ của bạn Chef rồi, tên là Karim. Alright. Karim. Nhìn từ bên ngoài thì toàn bộ căn nhà của bạn Sergio là như thế này. Có xây bằng gạch nhưng mà trông có vẻ như chỉ trồng lên thôi chứ không phải là xây. Và có bên ngoài có chát một lớp vữa nhưng mà cũng rất là sơ sài và tạm bợ. Và đằng sau này còn là đất chèn vào nữa. Trẻ con thì đương nhiên là động rất hiếu kỳ. Đi theo xem. Karibu. Đây là khu hàng xóm của bạn Sergio. Còn ngay đằng sau này thôi là cái hồ Kivu mà các bạn đã làm quen trong những video trước. Ở đây người ta ngồi câu cá rất là thảnh thơi, ngồi trên thuyền câu cá ở đây. Bientôt
Và cái hồ Kivu là cái hồ là bị ranh giới giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda. Và đằng sau mình, ở cái quả đồi bên kia là Rwanda rồi. Và rất tiếc là cái hồ này cũng rất là ô nhiễm. Cái hồ này là cái nguồn sống của những người dân xung quanh đây. Tại vì là, như các bạn biết thì là họ đánh bắt cá ở đây rất là nhiều. Đây là cách người dân ở đây lấy nước. Giếng ở đây, nước ở đây rất là trong à. Mudon. It's just the water which is coming inside the underground. Underground. Ceci. Ah, les recherches scientifiques. Scientific research. This is what they call them. Nhà trong khu làng này chủ yếu là bằng đất. Caribou. Nhà là khang trang hơn được xây dựng như này bằng gạch. Quay trở lại nhà của bạn Sergio thì các bạn có thấy trong nhà rất là bình thường, điều kiện bình thường, không có gì là khang trang cả. Cái đầu tiên đập vào mắt là bên trong các bạn có thấy là rất là tối tăm, không có điện. Điện đấy họ phải tiết kiệm tối đa, chỉ sử dụng khi nào rất cần thiết thôi. Họ sử dụng ánh sáng của mặt trời là chủ yếu, đây có cửa sổ rất là nhỏ. Nhà thì có bộ đi văng như này. Và có tivi. Chứng tỏ nhà là cũng thuộc dạng là khá giả rồi chứ không phải không. Bạn Charles 35 tuổi nhưng mà có 5 con nhỏ như này. Bạn làm nghề taxi, lái xe taxi. Nhà này còn một gian nữa để ngủ và cái gian bếp này bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái gian bếp này. Bên trong thì rất là tối tăm, không nhìn cái gì cả. Và đây là em trai của bạn Sergio. Các bạn có thể thấy là khi nấu nướng là phải dùng đèn pin để dọi vào đây thì mới có thể nhìn thấy, không nhìn gì hết. Cái phòng này rất là tối tăm, mình phải dùng đèn pin của điện thoại để có chút ánh sáng. Phòng này là có một cái giường tầng. Ở bên trên là đồ đạc, quần áo, chăn chiếu. Còn ở bên cạnh này là những đồ vật linh tinh, ví dụ như là can, chậu, bao bùng. Có chút quần áo treo ở đây. Còn dưới đây thì là em trai của bạn này đang nấu. Chung là điều kiện sống rất là thiếu thốn. Joris and Jovan là hai cô. Joris and Jovanian là hai cô gái. Là hai con gái của bạn Seth. Tổng cộng là có 5 tất cả. 2, đây là 3, 4. Và đây một cậu bé nữa là 5. Joseph. Đây mấy bạn hàng xóm sang chơi thế. Để trang trí ở trên trần nhà, họ dùng giấy để gấp thành những cái hình như này, hình hoa hay là hình gì đó không xác định được, để trang trí rất là đơn giản. Mình nhớ không nhầm thì ngày xưa Việt Nam mình cũng dùng những cái trang trí kiểu này.
this is in East Easter Kisukora bistema na juko muiwai muiwai ibi bali bipambaka kuno happy new year for happy new year happy new year ah okay decoration ah decoration quay lại những cái trang trí này chỉ để dùng cho cái lễ phục sinh và giáng sinh và năm mới thôi. Friend was coming to help him because the old one was panic. So the friend was helping to build it. This is. $2,500. Các em bé khi được cho xem ảnh vừa chụp trên điện thoại. Có vẻ không biết là lần thứ mấy được nhìn mình trong một cái điện. Không biết là lần thứ mấy và thấy mình trong một cái thiết bị rất là ngộ nghĩnh. Yes. C'est toi. Your sister. Không biết làm dáng hẳn hoi. Biết. Là tôi đang làm phim. Xin chào quý vị. Trẻ con đông ngộ nghĩnh đáng yêu cả, rất là con châu Phi. So this sweet potato. Yeah, sweet. Me too. Me too. I am. To catch this, matatu. Alikuwa anasoma unle, unle na fi. Alikuwa anasoma. Sasa nikosa franga kulipia bali bali bakaacha. Dada na fi ni tumu kwaso. So the kids, three kids that were at school, but now they stopped because of the money, because there's no money. So one is still going to school. The first lady, Jimmy. Eta mai. Bali matata imaliza zile zote. Eh, atana mikon. Anaweza kula kana kanya. Na we, patuna minda za minda pana minda za kamata tuna makanya na mkoro. Basi minda kula kumandisi. Kuna papa. Hauna kula. Kuna mimi kwa hivu maboro tu. This is sambaza. Sambaza. Ka sambaza. Sambaza. Mai, leta mai, mai. Ok. Ora che hanno chauffé papà. Sì. Ma va lì di. C'è chi antifese. Già dai in inai. Ah no, inai. Ok. E caboro che hanno chauffé papà, cosa che nata qua lo batti. Ora che nata posso. Alcuno che hanno chauffé un bai che cucusa potasiki. Io hanno già tappanguza. A par, basta si cona bezo a panguza cosa. No, non appenda panguza vitu ganser. Parlo appenda panguza. E alcuno acha na bile. Ah, panguza cosa con. A par, ta panguza ni. Và đây là toàn bộ món ăn mình được mời ngày hôm nay. Có cá rán và khoai lang chiên. Món cá này ăn rất là ngon. Cá hồ Kivu bắt về. Và khoai lang đương nhiên là cái món sở trường của mình. Rất là ngon. Em trai của bạn Serge vừa đi mua cho bọn mình một chút bia về để nhắm cùng món cá và khoai lang. C'est bon? Tata, a mim mamo mon contact. Tá com mim. Ana que massa. Mas vamos nino mo, vou dar uma mana agora na massa. Ah, vai para na massa. This is the beer in Congo. Beer in Congo, yes. Beer in Congo, Primus. Primus. Lidera yeah. Masolo. Chinchi. 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 Kamata. Chinchi. 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 Chinchi.
chính trị. Người dân của Cộng hòa Dân chủ Congo thì rất là niềm nở và hiếu khách. Nói chung là họ là những người rất dễ chịu. Và bây giờ mình thử hỏi những người bạn ở đây xem họ biết gì về đất nước chúng ta, về Việt Nam không? Thành thủ một chút. Population is a big population in Vietnam. My film, my dear, in Vietnam. So they hear and they watch only the movies on Vietnam about the war. They know that people they die there. Mm-hmm. They're suffering a lot. Me abana ma teso sa kisi mo Afrika para puro na Afrika yun ile gere. Yes, so that you don't have a lot of pain, like but you is only the war. Yeah, but here the pain is too much here in Africa more than. Có một câu hỏi rất thú vị mà bạn Seth hỏi mình là Việt Nam ấy thì người ta lấy vợ lấy chồng như thế nào? Mình bảo là nếu mà một là người đàn ông thích người phụ nữ đó thì tán tỉnh họ, sau đó thì cùng nhau thành một cặp, rồi sau một thời gian thì có thể cưới nhau. Và bây giờ mình sẽ nghe câu trả lời của anh bạn Seth này là ở Congo ấy thì việc đó diễn ra như thế nào? Pour se marier au Congo, il faut aller voir la famille biologique ya kabo vivi kwetu siye kubamushi kwetu kubamushi kuoa inakuwaka ngombe mbili kundi na ngombe devash two cows mm-hmm. two cows kuo makse exagerate inakuwaka 10 kumi if they go up it's 10 cows njo famille unaenda unapana kwa bofi nyie kona watu pana give to the family kwa bofi njo mnabakia na mwanamke sasa mnakupatia bag unavala hii bo zeman is a family in the give the cow later man kama wewe malare hakuna you just no man give the cow vile tu guys. Và như vậy là chuyến thăm của mình tới gia đình bạn Serge cũng kết thúc ở đây. Bây giờ là lúc nói lời tạm biệt. Yeah, thank you very much for invitation and nice to meet you, nice to get to know your family and hope to see you again in the future and all the best for you and for your family.